Nhưng mà nó còn bé, nó còn nhỏ, nó chưa hiểu thì chúng ta phải cố gắng kiên nhẫn để chờ đợi. Thành ra như vậy thì làm cha làm mẹ cái khéo để chúng ta có được những người con thảo, con hiếu, đó là chúng ta phải hiền mà phải khôn, chứ không phải hiền mà khờ. Như vậy thì chúng ta hiền mà khôn là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta lo tiền mà không phải lo tu. Còn nếu chúng ta mà lo tiền mà không lo tu thì cái tiền bạc đó sau này sẽ làm khổ lại, vì con cái nó sẽ trách hờn cha mẹ khi có vấn đề. Để gieo nợ con như vậy thì con cái cái giá trị cuộc sống nó nằm ở tinh thần. Khi mà con cái nó có của, có tiền, nó không biết đạo lý thì chính cái dòng con. Và sau khi quý Phật tử đã hiểu được cái giá trị đó rồi thì với cái tinh thần mà Phật dạy, chúng ta phải nhớ rằng là đôi khi làm cha mẹ chúng ta có thể chịu cái trách phải những lòng lỗi rất là tội nghiệp. Có nghĩa là khi thấy thì chúng ta phải nhìn lại cái công ơn to lớn ở trong cái cuộc đời này, không có ai mà bằng cha bằng mẹ. Sử sách đều đã ghi rất là nhiều thơ văn, cũng đã từng ca tụng. Và cái vui nhất của người cha người mẹ đó là được con cái hiếu thảo. Nhưng nếu chúng ta làm con thì phải có cái nhìn sáng suốt. Cha mẹ mình là một người bằng xương bằng thịt thì có những điều đúng và có những điều chưa đúng. Như vậy thì chúng ta phải hết sức khôn khéo, đừng để cha mẹ mình bị tủi vì cái bổn phận làm cha làm mẹ. Cho nên nhiều khi chúng ta có những cái học hỏi, hiểu biết rộng từ mọi lĩnh vực, thì khi chúng ta về với gia đình, chúng ta sống với cha mẹ, có đôi khi cha mẹ rất là dốt nát, cha mẹ rất là ngây thơ, không biết gì về cái chuyện mà xã hội như thế nào hết. Thì như vậy chúng ta muốn làm gì thì chúng ta cũng phải nhìn lại cái công ơn đó mà không bao giờ dám khinh thường cha mẹ. Pháp giới kẻ mất người còn đồng thành Phật.
chúng hồng vàng đỏ trắng luôn nhắc nhở chúng ta về công ơn dưỡng dục của cha mẹ, công ơn dạy dỗ của thầy tổ, công ơn dung dưỡng của tổ quốc và công ơn ủng hộ và giúp đỡ của đàn na thí chủ để chúng ta có thể thực hiện được Phật sự trong cuộc đời này. Thì trong tinh thần đó, yeah.
sinh ra. Đúng vậy, cha mẹ là người đã sinh thành ra ta, chăm sóc dạy dỗ ta từ khi cất tiếng khóc chào đời. Bổn phận của người con hiếu hạnh là phải biết yêu thương và kính trọng cha mẹ. Kính thưa quý vị, một mùa Vu Lan lại về, ngày tưởng nhớ đến công lao dưỡng dục của các bác, các bậc cha mẹ. Xin quý vị hãy dành những bông hồng tươi thắm nhất dâng lên cha mẹ kính yêu của mình và cầu chúc họ luôn vui vẻ và bình an. Vì Đức Phật từng dạy, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Con cũng xin thành kính chia sẻ nỗi buồn với những ai đang cài lên ngực một bông hoa màu trắng. Riêng con được lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Và hôm nay con thấy mình thật là may mắn khi đang cài lên ngực một bông hồng đỏ thắm. Xinh xinh trên áo bông hồng, con yêu quý lắm biết không mẹ hiền. Tình thương của mẹ triền miên cho con khôn lớn, căn duyên tròn đầy. Hôm nay quỳ trước Phật đài, cho con dâng tất cả tương lai nguyện cầu. Mong sao mẹ sống dài lâu, cho con kết chọn một sâu chuỗi hồng. Chúng con hôm nay một dạ kính thành, cầu xin hồng ân Tam Bảo và chư Phật mười phương từ bi gia hộ cho cha mẹ chúng con cùng khắp cả chúng sanh luôn được bình an, chọn tình hiếu đạo. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Oh.
nhạc và lời của Thu Hồ. Xin mời chị Kiều Liên. Xin một tràng pháo tay cho chị Kiều Liên. Xin gửi đến tất cả quý vị nhạc phẩm Quay Mẹ của Thu Hồ. Môi
Thank you.